Chào mừng anh chị em đã tới với Man City Homie. Đây là nơi đem tới cho anh chị em những tin tức nóng nhất, những câu chuyện thú vị, những bình luận sâu sắc xoay quanh The Citizen. Hãy đăng ký, bấm rung chuông để cùng chúng tôi bắt đầu video ngày hôm nay nhé. Huyền thoại Arsenal dự đoán trận Man City và West Ham. Cuộc đua vô địch Premier League giữa Man City và Arsenal chỉ được quyết định sau khi vòng đấu cuối cùng diễn ra cuối tuần này khép lại. Hiện trên bảng xếp hạng, The Citizen đang dẫn đầu với 88 điểm sau 37 trận, hơn Arsenal 2 điểm. Nếu đánh bại West Ham trên sân nhà Etihad, chức vô địch Premier League lần thứ tư liên tiếp sẽ thuộc vào đồng quân của Pep Guardiola. Dù giới mưu điệu đang mong chờ những tình tiết hấp dẫn sẽ xảy tới ở hai trận đấu, nhưng theo huyền thoại Arsenal, Mason, West Ham hầu như không thể ngăn cản Man City đi vào lịch sử Premier League khi trở thành đội đầu tiên có 4 lần liên tiếp lên ngôi vương. Man City sẽ hoàn thành nhiệm vụ của họ và phá kỷ lục giải đấu. Đây sẽ là trận đấu hoàn hảo để kết thúc mùa giải. Theo tôi, Man City cần có bàn thắng dẫn trước nếu không muốn rơi vào thế khó khăn như ở chiến thắng Tottenham Hotspur mới đây. Man City đã không thể kiểm soát trận đấu cho tới khi Erling Haaland nâng tỷ số lên 2-0. Mason viết trên Sportkeeda: tôi đang thắc mắc liệu tập thể Man City hiện tại là đội bóng mạnh nhất lịch sử Premier League. Họ thực sự tạo nên những kỳ tích khó tin. Thậm chí còn nhiều cầu thủ dự bị của Man City cũng có thể lọt vào hàng ngũ đội hình tiêu biểu Premier League mùa này. Dự đoán Man City 2-0 West Ham. Arsenal, Barca và Man United quan tâm ngọc quý Man City. Couture gia nhập Man City từ câu lạc bộ quê nhà Coritiba năm 2020, nhưng chưa bao giờ có cơ hội thi đấu cho The Citizen. Thay vào đó, hậu vệ 21 tuổi liên tục được đội bóng chủ sân Etihad cho mượn tại Girona hay Braga. Mùa này, Couture đang thi đấu vô cùng ấn tượng trong máu của Girona khi cầu thủ sinh năm 2002 có 8 được kiến tạo giúp đồng đội lập công sau 33 lần ra sân tại La Liga. Với việc Man City không có kế hoạch lâu dài và nhiều khả năng sẽ bán ngôi sao người Brazil ở kỳ chuyển nhượng hè tới, đã có hàng loạt các đội bóng lớn tại châu Âu dành sự quan tâm đặc biệt cho Couture, trong đó nổi bật là Arsenal, Barca và Man United. Arsenal đang khao khát chiêu mộ thêm một hậu vệ cánh phải sở hữu khả năng công thủ toàn diện để chia lửa với Ben White mùa tới. Trong khi đó, Barca nhiều khả năng sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt Hakazolo từ Man City bởi điểm yếu trong phòng ngự nông ngôi sao người Bồ Đào Nha. Ban lãnh đạo Blaugrana đang tính đến những phương án trẻ trung hơn và tiết kiệm hơn. Còn Man United coi Couture như là sự thay thế chất lượng cho Aaron Wan-Bissaka, người được đồn đoán sẽ rời Quỷ Đỏ sau khi mùa giải hiện tại khép lại. Dù vậy, đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ gặp bất lợi lớn nhất bởi không có tấm vé tham dự Champions League mùa sau. Son Heung-min khen Ortega. Man City đã giành chiến thắng 2-0 trước Tottenham để lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League và giành quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch khi mùa bóng chỉ còn một trận đấu nữa là khép lại. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu đã có thể khác đi nếu Son Heung-min đánh bại thủ môn Ortega trong tình huống đối mặt. Cũng khá dễ hiểu khi người hâm mộ Arsenal đã dành những lời chỉ trích cho Son, thậm chí còn cho rằng tuyển thủ người Hàn Quốc đã cố ý bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Tôi cũng là con người, Son nói với Irving Standard khi lần đầu tiên chia sẻ về quyết định sai lầm đắt giá của mình. Thủ môn của họ đã đưa ra một quyết định đúng đắn và khiến bản thân trở nên thực sự vĩ đại, nhưng tôi chịu trách nhiệm khi không thể ghi bàn từ cơ hội rõ ràng đó, bởi vì toàn đội đã thi đấu rất nỗ lực để cố gắng giành được kết quả tốt nhất. Cú sút đỏ của Son Heung-min không chỉ gián tiếp khiến Arsenal mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch mà còn đập tan hy vọng giành suất dự Champions League của Tottenham. Thủ môn Ederson mang tới tin dữ cho Man City. Man City đang có cú nước rút hoàn hảo trong việc cạnh tranh chiếc vô địch ngoại hạng Anh mùa này. Đội quân của Pep Guardiola đã thắng 8 trận gần nhất tại đấu trường danh giá nhất nước Anh, trong đó có chiến thắng quan trọng trước Tottenham ở trận đá bù vòng 34, để kể từ đó chính thức nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch với đối thủ Arsenal. Dẫu vậy, The Citizen lại đang gặp tổn thất lớn về mặt lực lượng trước thềm trận đấu quan trọng nhất của mùa giải này. Cụ thể, thủ thành Ederson Moraes đã được thông báo sẽ nghỉ thi đấu hết mùa giải này khi dính một vết nứt nhỏ ở hốc mắt. Chấn thương này tới từ pha va chạm với hậu vệ Romero bên phía Tottenham trong trận đá bù vừa qua. Thủ thành người Brazil sau đó không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân nhường vị trí cho đồng đội Stephen Ortega.
Cựu thủ thành Benfica sau đó tỏ ra vô cùng tức giận với chiến thương này khi liên tục thể hiện thái độ vùng vằng trong quá trình thay người. Huấn luyện viên Pep Guardiola sau trận cũng thể hiện sự thông cảm với người học trò khi cho rằng ông hiểu được cảm giác khi bị thay ra đúng lúc tinh thần trận đấu đang lên cao. Việc phải rời sân vì chấn thương trong trận đấu với Tottenham không phải là lần đầu đối với Ederson. Trước đó trong trận cầu với Liverpool vào tháng 3, thủ thành này cũng đã phải nhận một chấn thương do pha phạm lỗi vô duyên với tiền đạo Darwin Núñez, sau đó khiến Man City phải hứng chịu quả phạt đền. Ederson sau đó phải mất hơn một tháng mới có thể bình phục và quay trở lại thi đấu với đội bóng chủ sân Etihad. Với tình hình hiện tại, thủ môn 30 tuổi sẽ phải ngồi ngoài hai trận đấu quan trọng bậc nhất của Man City mùa này, khi đoàn quân của Pep Guardiola sẽ đón tiếp West Ham trên sân nhà ở vòng 38 ngoại hạng Anh. Thêm vào đó là trận chung kết FA Cup với người hàng xóm Man United tại Wembley. Điều này đồng nghĩa với việc thủ thành Steven Ortega sẽ có cội bắt chính trong hai trận đấu kể trên. Choáng với thống kê về Man City cuối mùa giải 2023-2024. Trong trận đấu đá bù vòng 34 ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Man City vừa có chiến thắng 2-0 để thuyết phục trước đội bóng chủ nhà Tottenham. Đây cũng là thắng lợi thứ 6 liên tiếp của The Citizen kể từ trận thua 1-2 trên sân nhà trước Real Madrid. Với kết quả này, thầy trò Pep Guardiola đã chính thức vươn lên trên đỉnh bảng xếp hạng với 2 điểm nhiều hơn đối thủ Arsenal. Và trong bối cảnh mùa giải chỉ còn đúng một vòng đấu, xem ra chiếc vô địch khó có thể rơi khỏi tay Man xanh. Có thể nói sự ổn định của Haaland và các đồng đội trong giai đoạn cuối mùa giải là yếu tố then chốt giúp họ tiến gần hơn tới chức vô địch ngoại hạng Anh mùa bóng 2023-2024. Kể từ sau trận hòa không đều với Arsenal trên sân nhà, Man xanh đã duy trì mạch 8 trận thắng liên tiếp tại Premier League. Điều đáng chú ý là 4 trên 5 vòng đấu gần nhất, Man xanh đều phải thi đấu trên sân khách, nhưng họ đều dễ dàng vượt qua những trận giữ sạch lưới. Theo Squawka, The Citizen đã lần đầu tiên giành 4 chiến thắng sân khách liên tiếp mà không để thủng lưới tại giải đấu cao nhất nước Anh. Các chiến thắng này của Man City lần lượt diễn ra trước Brighton với tỷ số 4-0, Nottingham với tỷ số 2-0, Fulham với tỷ số 4-0 và Tottenham với tỷ số 2-0. Điều này cho thấy Man City đã chơi rất ổn định trong giai đoạn cuối mùa giải và bất chấp nỗ lực bám đuổi tới từ Arsenal. Xem chừng, chiếc cúp bạc vô địch Premier League sẽ khó thoát khỏi tay của Pep Guardiola khi mà họ lúc này vẫn đang khao khát sự khác biệt so với phần còn lại. Ở vòng đấu cuối cùng của Premier League vào cuối tuần này, Man City sẽ tiếp đón West Ham. Chỉ cần chiến thắng, The Citizen sẽ chính thức đăng quang Premier League mà không cần bận tâm tới kết quả trận đấu giữa Arsenal và Everton. Danh hiệu đó chắc chắn là tiền đề để Man xanh tự tin bước vào trận chung kết FA Cup gặp Man United tại Wembley sắp tới. Và đó cũng là nội dung cuối cùng của video ngày hôm nay. Hãy đăng ký và ấn rung chuông để ủng hộ chúng tôi nhé. We'll be right back.